Có một vị thầy đến cầu một học với một người thầy khác. Nó xin thầy dạy cho con phương pháp giải thoát. Người thầy hỏi ai trói ông? Nó dạ không ai trói con. Nó vậy tại sao ông cần phải giải thoát? Khi mình thấy mình bị một cái gì ràng buộc, mình mới giải thoát, mình mới cầu giải thoát. Cho nên nhà Phật nói tu đến chỗ giải thoát là tu làm sao? Tu đến chỗ giải thoát là ở chỗ nào? Giải thoát ở chỗ nào mà đến? Nghĩa là ngay trong cái pháp tu mình á, mà tu không khéo là cũng sanh ràng buộc chứ không hề giải thoát chút nào. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ mình tụng kinh mỗi tối nè, đi làm về tụng kinh mỗi tối, mà tụng kinh hôm nay mệt quá không có sức khỏe vẫn tụng kinh, mà tụng 15 phút tụng kinh không cần chuông mỏ. Hay là bây giờ gia đình mình á, ở xứ này mùa đông mình không thể thắp nhang được, thì mình tụng kinh không mà không hề phiền lụy là phải có cây nhang, thì ngay cái tụng kinh là mình cũng đã giải thoát rồi. Có nhiều khi mình á, chọn pháp mình tu, nhưng mà càng tu thì cái pháp nó càng cột mình. Niệm Phật á, phải có chuỗi, phải có Phật Di Đà trước mặt, ví dụ vậy đó. Cho nên mình rất là nhiều những cái phiền lụy mà chúng ta đã tạo ra. Cái ăn mà chúng ta chưa thoải mái được là ăn không giải thoát, mặc dù không ai cấm cản mình ăn. Thôi đừng nói cái ăn cái mặt, ngay cái chuyện tu hành, mặc dù ai cũng nói tu để giải thoát, nhưng mà ngay khi chúng ta nghĩ ra cái nhận cái pháp tu là chúng ta đã bị ràng buộc bởi pháp tu. Cho nên người Phật tử chúng ta phải nhận ra cái điểm đó, để chúng ta tu mà không bị khổ. Hôm nào có chuông mỏ tụng kinh thì mình tụng, không có mình tụng không. Đừng nghĩ rằng mình niệm Phật phải cái gì đó, ngay cả tu mà tới hồi mà chết mà thiêu ra đống xương không cũng buồn. Nó phải có xá lợi mới vui. Thành thử đừng để mấy cái đó nó ràng buộc mình. Cái gì mà nó làm cho mình bị lụy, bị hệ, hệ là cột, lụy là chìm xuống. Mình cột cái đó rồi là mình chìm xuống, cho nên gọi là hệ lụy. Mà mình tu mà cầu giải thoát, nghĩa là tâm mình phải rảnh rang trước mọi hoàn cảnh. Bây giờ Pháp Hòa đi qua đây, qua Mỹ nói chung là mọi phương tiện đi lại đều tùy thuộc vào các ngôi chùa, các Phật tử sắp xếp. Giờ Pháp Hòa có muốn đi hơn nữa cũng có được đâu, làm sao không ngồi trên đó cho nó giải thoát. Ngồi mà chằn trọc kêu dãy thác, dãy dụa rồi chết. Cho nên cái sự chữ tu làm sao để giải thoát. Giải thoát là một cái gì nó đã có sẵn, tại chúng ta không thấy thì chúng ta mới không giải thoát được nó. Chứ hoàn cảnh mọi thứ mọi vật, cho nên tự tâm mình giải thoát, mình đừng có bắt người khác giải thoát. Vừa rồi Pháp Hòa giảng ở New Orleans tuần, hình như tuần trước, tuần trước nữa, thì Pháp Hòa có nói có một cái người đó đi tìm cái gì đó gặp thật là cao siêu trong đời, thì cuối cùng gặp một nhà thông thái nói con hãy đi theo con đường này và nhìn theo cái bản thứ nhất. Thì ông thấy rằng một cái bản thứ nhất đã là thay đổi thế giới. Ông cũng tranh đấu đủ kiểu hết, nhưng mà thay được phần nào thôi chứ thế giới sao thay. Rồi ông điên hồi cái ông gặp cái bản thứ hai, nó thay đổi người khác. Ông cũng tranh đấu dữ lắm, thay đổi đủ kiểu hết mà khác được mấy người đâu. Vợ ông thay đổi chưa rồi. Rồi cuối cùng ông đi tới cái bản thứ ba, ông thấy là thay đổi bản thân. Ông cũng cố gắng thay đổi đủ kiểu hết, ông không chấp nhận được ông. Rồi cuối cùng ông, nhà thông thái nói bây giờ con thấy mặt này rồi con đi ra mặt sau đi. Cuối cùng đi ra mặt sau, ngay cái bản là thay đổi bản thân, có câu là chấp nhận bản thân. Đi tới đằng kia chấp nhận người khác, đi tới đằng kia nữa là chấp nhận thế giới. Thay vì mình muốn thay đổi, thật sự mình muốn thay đổi, nhưng có những cái mình biết mình là ai, thay đổi cách nào. Mà mình chưa biết mình là ai, làm sao mình thay đổi mình. Cho nên có nhiều người muốn thay đổi mình dữ lắm, nhưng mà mình phải biết mình là ai để mình được thay đổi. Cho nên thay đổi mình, thay vì mình làm đủ cách, thí dụ như mình là người Việt nhưng mà cứ muốn sống kiểu Mỹ không à, muốn thay đổi của mình nhưng mà không được. Nói tiếng Mỹ hay cỡ nào người ta vẫn nghe ra, đâu đó còn chút
cơm với nước mắm, xì dầu. Nó không thể hoàn toàn là cheese với burger được. Cho nên á, cái chữ giải thoát trong kinh thường nói trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Vậy thì giải thoát nó không có nơi chốn, mà ở ngay cái giây phút này. Hồi nãy giờ không biết là trong khi chờ đợi Pháp Hòa là ở đây sinh hoạt cái gì, ví dụ như là niệm Phật, tụng kinh hay là hát hò chi đó. Có không? À, hát với hò phải không? Để mà mình khỏi thoải mái và không thấy cái thời gian nó lâu. Cho nên thưa đại chúng, tu làm sao giải thoát ngay cái chỗ mình tu, đừng bị kẹt một cái gì. Pháp Hòa nói ví dụ một ngôi chùa. Bây giờ ví dụ quý vị thấy không, Phật Bồ Tát thì hằng hà, mình không có biết được, chỉ cần một tượng Phật cũng đại diện cho tất cả. Ở nhà mình cũng vậy, ví dụ mình không có chỗ, mình thờ một tượng Phật Thích Ca hay là một bức hình Quan Âm là tượng trưng cho tất cả. Không phải là tu tịnh độ phải có Phật Di Đà mới được. Phật Di Đà đó cũng chỉ là cái hình thôi, không có ai xác định Phật Di Đà ra sao hết. Thành thử ra mình không có hoàn cảnh thì mình phải chấp nhận. Bây giờ một hình Phật mà mình để trang nghiêm vẫn hơn là chỗ nào mình cũng treo. Rồi người nhà mình không thoải mái với những bức hình đó của mình, rồi mình nói ông tội lỗi lắm nghe, Phật mà cứ la thế này thế nọ. Tại mình không biết được cái chỗ nào để mình phải đặt để chật, mình sắp xếp theo chật. Đấy, quý vị thấy không? Ai tưởng tượng được cái chùa như cái nhà này mà ở đây giờ gần 500 người, ai tưởng tượng được. Cho nên mình biết cách sắp xếp thì mọi việc nó cũng xong. Cho nên thôi thì cái tu làm sao để ngay từng bước chân của mình, ngay cái ăn của mình đừng chấp trước là ăn giải thoát. Ngay cái ngồi của mình, ví dụ như hôm nay đại chúng ngồi đây, tuy nó hơi chật, nó hơi nóng, nhưng mà so ra với những chỗ trước kia Pháp Hòa giảng là ngồi ngoài sân hoàn toàn. Ngồi ngoài sân như ngày hôm qua đó, ở Baltimore, Maryland là ngồi ngoài sân hoàn toàn. Có những bác đã ngồi trùm hết trơn, chỉ thấy hai con mắt. Thì bây giờ mình ở trong này, mình ngồi đây mà mình thấy rằng mình nóng là nực, nhưng mà cái nực á, cái hầm hực này nó vẫn đỡ hơn ngồi ngoài lạnh. Ngồi ngay đây mà giải thoát liền. Cho nên tu sao giải thoát? Tu ngay bước chân của mình, tu từng hơi thở của mình. Cho con hỏi, con của con từ nhỏ ngủ hay bị khóc đêm, khoảng 12 giờ đêm khóc một hơi rồi nín. Hiện giờ con gái được 6 tuổi. Vậy hỏi gì? Này là báo cáo thôi chứ không phải. Báo cáo con căn này bị khóc đêm phải không? Hay là muốn nhờ thầy qua dỗ? Không sao, Pháp Hòa hiểu câu hỏi mà. Tại cũng từng làm mẹ rồi biết. Thật sự ra đó thì cái này tùy theo cái niềm tin của mình, phải không? Có những đứa mà nó khóc đêm vậy đó, rồi người ta cũng ẵm nó lên chùa, cho quý thầy vuốt ve nó vài cái vậy. Có lẽ là gặp mà nó cũng hên, nó gặp thầy mát tay, nó về cái nó ngủ luôn. Nó ngủ khỏe, nó không có gì nữa hết. Thật sự ra cái đó gọi là phước chủ may thầy. Thế nào gọi là phước chủ may thầy? Nếu mình bệnh mà mình đi trị bệnh á, mà mình hết bệnh á, là cái phước mình có, cho nên gặp thuốc rồi mình hết bệnh, hoặc là cơ thể mình nó lướt qua được cơn bệnh đó. Nhưng mà ông thầy ổng ké, ổng trị mình mà ổng ké được, mình mà hết bệnh là may mắn cho ông thầy. Cho nên gọi là cái gốc vẫn là cái phước của người chủ. Cho nên gọi là phước chủ mà may của ông thầy. Quý hiểu ý câu đó không? Phước chủ may thầy là vậy. Ông thầy ổng trị bệnh mà gặp nhầm người hết cho nên ổng may. Pháp Hoài gặp cái trường hợp đó hoài. Ở bên Atlanta có một bà cụ bị đau xương, đau vai gì không cần biết. Bà lại bà nói thầy ơi, con đau mấy chục năm, thầy vuốt giùm con vài cái cho con hết. Thì Pháp Hoài có biết gì đâu, mình đâu phải đạo vuốt.
Nhưng mà bây giờ bà cụ bà tới bà nhờ thì mình cũng tùy thuận, mình vuốt sao khoái hết bệnh. Lần sau trở qua dẫn gái qua tiếp. Bà đó thầy ơi, bữa hôm thầy vuốt con hết bệnh với thầy là vuốt con gái con. Pháp Hòa nói trong bụng trời ơi, biết kỳ này có may nữa không. Thôi thì bây giờ lỡ có con khóc vậy đem lên cho thầy trụ trì để vuốt thử. Kính thưa thầy, con có một câu hỏi. Con thường nằm mơ thấy ác mộng hầu như khoảng 5-6 đêm một tuần. Mặc dù có những chuyện không hề nghĩ đến, những cơn ác mộng và những giấc mơ không đầu không đuôi làm con tỉnh giấc sợ hãi và mệt mỏi. Vậy có phải con bị nghiệp gì nặng lắm phải không thầy? Có chị bạn nói rằng thần kinh con bị yếu, khuyên con nên đi bác sĩ. Con cảm ơn thầy thật nhiều. Nếu mà hôm nào mà Pháp Hòa có gặp những cái người mà tạo ra cái ác mộng này, Pháp Hòa sẽ nói chuyện hỏi giùm cho. Thưa đại chúng, căn cứ trong kinh luận á, mình nằm mơ á, chiêm bao á, nó có 5 nguyên do. Một á, là do thân thể mình mỏi mệt. Hai á, là do hàng ngày mình suy nghĩ đến. Ba á, là cái túc nghiệp của đời trước. Bốn á, là quỷ thần quấy phá. Năm là thiện thần nhắc nhở. Có nhiều khi á, mình gặp một cái hoàn cảnh nào trong quá khứ, trong cái đời trước nào của mình, mà nó tác động vào cái tàn thức của mình. Cái tàn thức là cái chỗ chứa đó, cho đến đời nay. Cho nên thỉnh thoảng mình gặp trong giấc chiêm bao mà bình thường không hề nghĩ đến, như cái vị này. Thì cái trường hợp đó, cái trường hợp đó là do có thể ở quá khứ. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè. Ví dụ như hồi nhỏ đó, mình gặp một cái tai nạn xe cộ rất là kinh hoàng. Kể từ đó về sau, mình thỉnh thoảng mình ngủ, mình cứ bị những cái giấc ngủ đó, giấc mình thấy lại cái giấc chiêm bao đó. Đó, mình nói ví dụ vậy đi. Thì trong quá khứ, nhiều khi có những cái gì nó tác động mạnh trong tâm thức mình. Và nó làm cho mình phải chứa cái đó rất là sâu dày. Cho nên qua tới đời này, thỉnh thoảng cái đó nó hiện. Ở trong chúng ta có một cái gọi là tàng thức, tức là cái chỗ chứa. Giống như bây giờ là cái memory vậy đó. Khi mình ngủ á, là con mắt, mắt, tai, mũi, miệng, thân, năm cái thức của năm cái căn này nó ngủ. Ví dụ mình nhắm mắt mình ngủ sai rồi thì con mắt đâu có làm việc nữa, thì nó đâu có nhận biết gì nữa đâu. Cái lỗ tai mình không nghe gì nữa, thân mình không xúc chạm gì nữa, thì năm thức này nó ngủ. Có một cái nó làm việc thôi, đó là ý thức. Ý thức nó làm việc, nó đi vô, nó moi những cái gì trong cái tàng thức mình ra. Cũng giống như á, bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha, bây giờ để chúng ngồi thiền. Quý vị nhắm mắt lại xong cái thì mắt không thấy gì nữa, tai không làm gì nữa, nói chung là ngồi yên vậy rồi là không cử động không gì nữa. Nhưng bắt đầu cái ý thức nó nhớ những chuyện gì đang ngồi. Ủa, hồi nãy mình đi mình tắt lửa lò chưa ha, rồi cái chìa khóa xe mình để đâu, nãy giờ mình không nghĩ tới. Nhưng mà khi mình nhắm mắt mình định thì cái đó nó đi tìm. Cái ý thức nó vô cái tàng thức nó moi ra. Thì cái ví dụ như vậy cũng giống như khi mình ngủ, năm cái thức kia nó ngủ, chỉ có ý thức nó làm việc, nó đi vô cái tàng thức nó móc ra. Nó móc ra rồi mình có chiêm bao. Thể mà mình thương người nào đem ra ban đêm nói, rồi mình ghét người nào đem ra mắng đánh. Cho nên rồi cái trường hợp, hai cái trường hợp kia là không phải. Một là do thân mỏi mệt, hai là do hàng ngày mình suy nghĩ, ba là do cái quá khứ, bốn là có nhiều khi quỷ thần quấy phá, tức là mình thiếu cái đạo lực. Trường hợp như vậy đó thì chúng ta cần phải làm lành, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, định cái tâm cho nhiều, cho cái lực của mình nó trưởng dưỡng trở lại, thì nó không đủ, cái kia nó không đủ, nó áp mình. Nhiều khi có những cảnh như vậy để chúng ta thúc liễm mình lo tu. Cũng giống như Pháp Hòa ví dụ, mình lái xe mà không có cảnh sát, ở xa xa mấy cái đèn chớp chớp mà không biết đèn gì,
nhiều khi là ambulance là gì đó mà thấy cái gì chớp chớp là bắt đầu thắng lại. Thấy không? Thành thử trong cuộc đời mình thỉnh thoảng có những cái trường hợp vậy để cho mình thúc liễm mình trở lại bớt. Cho nên trường hợp mà vị Phật tử gặp như vậy thì nên tụng kinh nhiều một chút để định cái tâm. Cái này không phải là mình bị thần kinh, không phải là thần kinh yếu, mà tâm mình nó không có định. Vì tâm không định cho nên thường thấy những giấc chiêm bao. Và người nào thường chiêm bao thấy mộng mị nên ngồi thiền, nên niệm Phật, nên tụng kinh. Ba cách đó quý vị chọn cách nào cũng được. Hay là quý vị chọn là mình trì một bài thần chú mỗi tối. Ví dụ trì chú Đại Bi. Quý vị hiểu ý mà nói ha. Cũng giống như khi tâm mình chưa định, tâm mình không định thì sao? Cái suy nghĩ mình nó không sâu, cạn cợt lắm. Và mình hay rất là dễ phản ứng khi cái gì nó đến với mình. Ví dụ như người ta tới, người ta nói một câu, phản ứng liền. Có nhiều khi mình hớ, vì mình thiếu cái sự trầm tĩnh. Cho nên phải tập cho mình có cái trầm tĩnh. Bây giờ Pháp Hòa nói một cái ví dụ để quý vị tập. Khi quý vị lái xe, mùa đông mùa hè quý vị lái giống nhau. Ở bên Canada đó, mùa tuyết á, thì phải lái thật chậm và thắng thật xa. Không có được thắng gấp, thắng gấp là xe nó quay liền. Thì Pháp Hòa tin rằng á, ở những cái xứ tuyết cũng giống nhau. Có điều là quý vị tuyết ít hơn thôi, có thể. Nhưng mà cái nghệ thuật, cái thuật mà người ta chỉ cho mình khi mình lái xe vào mùa đông á, là mình phải, thí dụ cái đèn này kia là mình phải lái chậm, từ từ từ, không thể thắng gấp. Thắng gấp là xe nó quay. Thì mình phải tập cho mình định tĩnh, trầm tĩnh khi lái xe. Mùa hè mùa đông lái giống nhau. Pháp Hòa là mùa hè Pháp Hòa cũng thắng từ xa vậy. Tập cho mình thành một cái thói quen. Bên cạnh đó cái gì cũng từ từ. Ví dụ như bước xuống cầu thang cũng đi từng bước. Cái gì, thí dụ trước khi mình dỡ cái nắp, mình phải biết rằng cái nắp nó là sao. Nó nóng, kiếm cái đồ cầm. Khi uống nước, cầm ly nước lên, mình biết nó nóng thì phải thổi. Đôi khi mình có thói quen cầm lên, biết nóng mà vẫn đưa vô uống. Uống sao nóng quá, bỏng, bỏng. Tại vì mình biết vẫn là nóng, nhưng mình vẫn uống. Cái đó Phật gọi là gì? Biết mà cố phạm. Cho nên cái tánh mà hấp tấp của mình nó quen rồi. Nó thành một cái thói quen rồi. Cho nên mình phải tập ngay trong đời sống hàng ngày của mình. Cái gì cũng từ từ. Từ từ đây không có nghĩa là lúc nào cũng cái kiểu như là mình giả bộ, không phải vậy. Ở đây có nghĩa là chúng ta phải tập trầm tĩnh trước mọi tình huống để chúng ta có thể giải quyết một vấn đề cho nó dễ. Cho con hỏi, nếu phụ nữ tới tháng có đi chùa được không? Có lại Phật được không? Có tội hay không? Thưa đại chúng, cái điều này nó rất là thật. Quý vị đừng ngại gì hết, cứ bình thường. Không hề có tội. Không hề có tội và không hề có một sự kiêng cữ gì cả. Tại sao? Vì đó là cái chuyện thường tình của thân thể người nữ. Đức Phật là bậc giác ngộ, Ngài hiểu còn hơn mình nữa kìa. Nếu mà nói dơ, không phải vậy gọi là dơ đâu. Xin lỗi, người bình thường không tắm cũng dơ như thường. Nếu nói dơ, cái miệng mình cũng dơ, lỗ tai mình cũng dơ. Đại chúng quán chiếu lại, trong con người chúng ta 36 cơ thể, bộ phận của chúng ta có 36 phần, mà trong cơ thể này đã 9 chỗ bài tiết tạp dơ, 9 cái lỗ, gọi là cửu khiếu. Cửu khiếu tức là 9 cái chỗ phát ra chỗ dơ. Hai con mắt mình nè, hai lỗ tai mình nè, hai lỗ mũi mình nè, lỗ miệng mình nè, rồi đường tiểu, đường tiêu, chỗ nào cũng tiết ra tạp dơ cả. Rồi bây giờ mình lo mình tắm, mình rửa, mình xà bông, mình xầu thơm đủ thứ, mà ở trong này nó cũng chứa bụng dơ. Thành thử ra nếu nói dơ là dơ từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, chứ không phải cái chuyện đó mới dơ. Đừng ngại chuyện đó. Rồi bây giờ Pháp Hòa ví dụ như bây giờ không lẽ vậy là không chùa mấy sư cô không tụng kinh. Đừng ngại chuyện đó. Không tội lỗi gì với cả. Đức Phật là bậc giác ngộ, Ngài thấu đáo lý lẽ đó còn hơn mình. Chỉ có phàm phu mình
đủ chuyện thôi. Giờ mình không được đi tụng kinh. Xin lỗi, bây giờ mình có đánh răng cho sạch rồi, cũng có thật sạch không? Cũng chỉ là tạm thôi. Miếng ăn mà mình để trên bàn thật là thơm, thật là ngon, nhai ba cái nuốt qua khỏi cổ họng là thành tạp dơ rồi. Đồ bổ cỡ nào, đồ dở cỡ nào, đồ ngon cỡ nào, vô trong cái đường ruột rồi hồi nó ra giống nhau. Nếu nói gọi là phân tích cái dơ. Cho nên quý vị yên tâm chuyện đó, không hề tội lỗi và không cần né tránh, cứ bình thường. Cái quan trọng là chúng ta biết tắm rửa giữ gìn, để mình cảm nhận rằng mình tạm sạch khi mình đến với cái sự gọi là mầu nhiệm thiêng liêng vậy thôi. Quý vị giải thoát chỗ đó nha. Tu vậy là tu giải thoát. Tu như vậy gọi là tu giải thoát đó. Còn không là càng tu càng ràng buộc. Thưa Thầy, some say Buddhism is not a religion. Xin Thầy giải thích câu đó đúng hay sai? Nghĩa là thưa Thầy, có người nói rằng Đạo Phật không phải là một tôn giáo. Điều này có đúng không? Dạ đúng vậy. Bởi vì tôn giáo là có thần linh. Trong tôn giáo phải có thần linh. Mà đạo Đức Phật không phải là thần linh. Thần linh là nhận của người ta rồi xong ban phước giáng họa. Theo thần linh phù hộ, cho lên trển ở. Không theo thần linh gửi xuống dưới. Vậy là thần linh hợp tác hết rồi. Thần linh đó đã có ký contract hết rồi. Có chia chác với ở trển với dưới rồi. Ở giữa này nhận rồi chia. Tôn giáo mới có thần linh. Đạo Phật không phải tôn giáo. Bởi vì hễ tôn giáo là có đức tin. Mà đức tin mà không có sáng suốt thì gọi là cuồng tín và mê tín. Mà đạo Phật là gì? Đạo Phật là một lý lẽ để chúng ta sống. Đạo Phật là con đường dẫn chúng ta sống thượng, sống thiện, sống giải thoát. Chúng ta vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn ngủ, vẫn nói, vẫn hành xử. Nhưng hàng ngày chúng ta hành xử, nói năng, làm việc toàn bằng những cái tập khí phiền não của mình. Cho nên nói làm ta khổ, hành động làm cho người ta khổ, ăn uống không chánh niệm. Bây giờ lấy ánh sáng đạo Phật soi vào mỗi cái nếp sống của mình. Ăn có chánh niệm là ăn phải cẩn thận, cái gì đưa vào cơ thể để không mang bệnh tật cho mình. Nói có chánh niệm, mình có quyền nói, nhưng nói có chánh niệm là nói những gì để cho người khác bớt khổ, bớt buồn. Chúng ta vẫn hành xử, nhưng hành xử như thế nào để cho nó dễ thương. Tại vì thủy chung đời người ai cũng chết, tu cũng chết, không tu cũng chết. Nhưng mà có những cái chết mà người ta còn thương, còn có những cái chết người ta nói là sao? Mừng. Khi con sanh ra là một đứa nhỏ, con khóc, người xung quanh cười. Cười vì con đã sanh ra bằng một đứa nhỏ khỏe mạnh. Vậy con hãy sống như thế nào để khi con mất, con cười mà người ta khóc. Đạo Phật nếu chỉ là tôn giáo thì chúng ta chỉ tới lại thần linh, xin thần linh. Rồi chỉ có tin thần linh là một đấng tối cao, và không hề biết thần linh giải gì hết. Chỉ cứ cúp cung vân giữ, mà vân mà không biết cái gì. Tại sao vân giữ mà không biết giữ cái gì? Cho nên Đức Phật không hề là một đấng thần linh, mà Đức Phật chỉ là một người thầy. Đức Phật chỉ là một người thầy, mà người thầy này là người thầy tỉnh thức giác ngộ. Cho nên chữ Phật là tỉnh thức, chữ Phật nghĩa là giác ngộ. Vậy thì đạo Phật là đạo giác ngộ chứ không phải đạo mê tín. Còn cái chuyện mà mình đến trước Phật, mình lại, mình xin, mình cầu, mình nguyện đó, chẳng qua là một phần nào để an ủi những lúc chúng ta đau khổ. Nhưng mà cuối cùng cũng phải dạy cho chúng ta tu tập, chứ không phải nhờ đó không mà đủ. Ví dụ như người ta đang bệnh quá, nói chị lên tụng kinh cầu an cho.
Người ta lên ta tụng kinh cầu an tiếng đồng hồ, cái người ta nghĩ là người ta được, mình gia tâm mình gửi gắm cái bình an của mình, ít nhất người ta cũng an được giờ đó. Rồi người ta cũng cảm nhận được cái năng lượng yên lành mà mỗi người đang thương họ gửi gắm tới họ. Cầu siêu, chết rồi nhờ thầy tới cầu cho siêu. Thầy không cầu ai siêu được. Nhưng mà có thầy đến, tự nhiên gia đình cũng cảm thấy, theo phong tục Việt Nam thì ấm cúng. Theo cái cảm tình thì sao? Mình cảm thấy mình được cái sự quan tâm của thầy đến tụng thầy kinh. Và mình cũng nghĩ rằng người thân mình quẩn quẩn đâu đây nghe được lời nhắc nhở. Nhưng mà thật sự siêu hơn hết là người sống hưởng. Cho nên trong kinh Địa Tạng nói rõ mà, những gì chúng ta làm cho người mất, trong 7 phần công đức người sống hưởng 6 phần. Đó, rõ ràng như vậy. Người chết hưởng 1 phần, người sống hưởng 6 phần. Hỏi phần gì? Dạ phần ăn. Cúng bài linh đình, nhưng mà cuối cùng người sống ăn không chứ có ông bà nào ăn đâu. Thực tế là vậy. Đó là nói cái chuyện ví dụ vậy đó. Nhưng mà thật sự tụng một thời kinh đó rồi, thí dụ tụng thời Địa Tạng đi, có phải người sống nghe được tội phước nhân quả, biết khép mình, biết chỉnh đốn mình, đời sống mình an hơn? Rõ ràng cái hình thức đó là một cái hình thức để hướng dẫn cho chúng ta, để chúng ta sống. Ví dụ như là anh theo tôn giáo nào, mình cũng theo lệ, mình trả lời dạ tôi theo Phật giáo. Nhưng mà chữ Phật giáo là gì? Phật là tỉnh, là giác. Giáo là dạy. Nghĩa là Phật giáo nghĩa là dạy cho mình sống tỉnh giác chứ không có mê lầm. Cái điều Phật nói mà nó không phù hợp với mình, quý vị không theo cũng không có chút tội lỗi nào hết. Bây giờ nói là đa phần là Phật tử ăn chay, quý thầy là ăn chay. Bây giờ kiểm lại Phật tử tại gia mình, mấy người được ăn chay trường, rồi mấy người ăn chay kỳ. Có những người mang danh đạo Phật đi chùa một ngày cũng không có, mặc dù là đạo Phật nha, nhưng mà đi chùa không có đi. Một năm giỏi lắm đi ngày mùng 1 lấy lệ, không có nghe giảng, không có, mình không có ép buộc cái gì hết. Phật giáo không có một cái gì, bởi vì nếu mà tôn giáo là có điều lệ, tôn giáo là phải có điều lệ, anh phải thợ này, anh cúng kia, anh không làm anh tội lỗi gì đó. Phật giáo không có, quý vị không nghe đó. Nhưng mà nếu quý vị tới chùa, quý vị quy y á, là không phải quy y để mà gọi là thờ Phật làm cái đấng tối tôn tối cao của mình, để thề thốt gì với Phật, trọn đời hiến dâng gì cho Phật, mà quy y để nghe Phật, nhận cái lời của Phật là giữ năm giới: đừng giết người hại vật, không trộm cắp gian tham, không tà hạnh ngoại tình, không lường gạt dối trá, không rượu chè bê tha, cờ bạc hút sách. Bây giờ năm cái đó mình giữ lợi cho Phật hay lợi cho mình? Lợi cho mình, mà rõ ràng năm cái đó có liên hệ gì tới đạo giáo đâu. Anh đạo Phật, đạo Chúa, đạo gì không cần biết, anh giữ được cái này là anh có lợi. Dù anh đạo gì đó, nhưng mà rõ ràng không, năm cái này nó có liên hệ gì đó một cái đấng thần linh tối cao nào đâu. Nó rõ ràng cho con người, mà hãy giữ được cái này là gia đình hạnh phúc, xã hội an lành. Vì vậy cho nên cái lá cờ Phật giáo có 5 màu: xanh, vàng, đỏ, trắng, cam, tượng trưng cho 5 giới. Mà xanh, vàng, đỏ, trắng, cam còn tượng trưng cho 5 châu. Nếu 5 châu này giữ 5 giới này thì cả thế giới đại đồng. Cho nên ở dưới này có 5 cái nhỏ nhỏ nó nói nhau. 5 cái nhỏ nhỏ đó là tượng trưng cho sự dung nạp. Còn nếu muốn phân tích chi tiết nữa, tóc là xanh, da là vàng, máu là đỏ, xương là trắng, tủy là cam. Đó là một con người. Mỗi con người giữ 5 giới thì thế giới an lành, gia đình hạnh phúc. Giữ 5 này Phật không có lợi gì hết á. Mà mình có làm 5 điều này Phật cũng chẳng hại gì. Nhưng mà gia đình mình đổ vỡ, xã hội mình không bình an. Quý vị rõ được chỗ này ha. Cho nên á, thật sự ra theo cái ngôn ngữ thường tình trả lời người ta là tôi đạo Phật, tôi Phật giáo. Nhưng mà nói cho cùng là Phật giáo là dẫn hướng chúng ta sống chánh niệm tỉnh thức.
anh vẫn ăn, nhưng mà ăn phải chánh niệm tỉnh thức, còn không thì anh mang bệnh. Mà lỡ anh ăn bậy bạ rồi anh bệnh rồi, bây giờ học tiếp nữa, cẩn thận tiết chế, đừng để nó bệnh nữa. Thưa thầy, xin thầy thương xót chỉ con, chỉ pháp hành dễ thực tập trừ bỏ tâm sân và tật đố. Muốn bỏ tâm sân tật đố nhưng mà phải thêm câu cái gì dễ làm. Cũng giống như nói con muốn đãi tiệc 10 món mà món dễ á. Món dễ thì mì gói, nước tương, trứng chiên, còn cái gì thật sự, cái gì mà nó cũng là dễ nếu mình biết, không biết là nó khó. Thí dụ bây giờ quý vị biết nấu cà ri mà người ta nhờ nói một nồi cà ri là dễ dàng, tại biết nấu. Cho nên cái dễ không phải là nó khó, mà tại mình biết thì nó dễ. Cái khó không phải tại nó khó, mà tại mình không biết thì nó khó. Con người mình á, tham, sân, tật đố, đó là những cái chất độc mà mình đã huân nhiều đời, nhiều kiếp, rồi cộng thêm môi trường đời sống hiện tại. Cho nên Phật dạy mình là hãy quán chúng sanh xung quanh mình đều là bà con quyến thuộc, để mình giảm được cái đó. Hằng ngày á, quý vị muốn giảm được cái tâm sân si ích kỷ á, mỗi ngày á, ai cho mình cái gì phải thấy, cả một sự biết ơn. Ở trong phát Bồ Đề Tâm Văn á, Ngài Thật Hiền có nói cái chỗ phát tâm Bồ Đề mình á, phải dựa theo 10 chỗ, có 10 thứ để phát tâm Bồ Đề. Trong đó vì chúng sanh mà phát tâm Bồ Đề. Tại sao? Vì chúng sanh từng là bà con quyến thuộc của mình. Đấy, Pháp Hòa rất là hạnh phúc. Tại vì đi đâu Pháp Hòa cũng có bà con quyến thuộc hết. Đi đâu Pháp Hòa cũng có cô, chú, dì, dượng, cha, mẹ, ông, bà của mình hết. Cho nên mình thấy mọi người đồng đẳng như vậy. Pháp Hòa chưa hề bao giờ nghĩ ôi mấy vị này là Phật tử, mình là người xuất gia cao hơn bực. Không, luôn luôn nghĩ mình được đi gặp bà con quyến thuộc Phật Pháp của mình. Nếu người ta không phải bà con quyến thuộc Phật Pháp của mình, mời mình tới người ta cũng không tiếp nữa chứ đừng nói. Người ta ngồi đây người ta chờ mình cả giờ đồng hồ. Cho nên trân trọng lắm. Mỗi ngày mình phải mở tâm mình trân trọng mọi người, trân trọng những gì người khác làm cho mình. Rồi mình thấy cái hay của người, mình học. Cái dở của người ta cũng học. Mà học cái gì biết không? À, học cái vĩnh viễn phải chừa, không làm cái đó. Cho nên á, nó dễ nhưng mà không phải dễ, tại vì mình bị cái này nhiều. Cho nên biết mình sân si nhiều, mà bây giờ muốn tập tha thứ trừ bỏ tâm sân phải cố gắng. Cũng giống như mình biết á, mình ghiền cái gì nặng rồi thì phải cố gắng lắm mới bỏ được cái đó. Còn cái gì mình mới tập tành thì bỏ nó dễ. Sau thời tụng kinh đại chúng thường đi kinh hành, có một quy tắc nào cho bước chân đi kinh hành không? Thường quý thầy dạy niệm chữ Phật rơi vào chân phải, nhưng có nhiều đạo tràng lại niệm chữ Phật rơi vào chân trái. Vậy cách nào là đúng? Thường thường ở trong chùa mình, trong những cái pháp tu để tích cho cái tâm mình tịnh, nó có 4 cách. Một là ngồi, hai là đi, ba là đứng, bốn là nằm. Chúng ta gọi là hành trụ tọa ngọa. Nhưng mà đa phần á, thì cái nằm cái đứng thì ít. Đa phần là ngồi với đi. Khi mà chúng ta ngồi á, yên gọi là ngồi thiền. Chúng ta đi mà có chánh niệm gọi là đi thiền. Đi thiền gọi là thiền hành. Ngồi thiền gọi là thiền tọa. Còn chữ kinh là gì? Chữ kinh là mình trải qua, đi từng bước, hành là đi, đi từng bước trải qua, dòng hai dòng kêu là kinh hành. Không có cái nào đúng mà cũng chẳng có cái nào sai, tùy theo cái bước chân của mình. Nhưng mà hễ mà có lập một cái đạo tràng thì thống nhất với nhau. Có đạo tràng mà quy định là đi như thế nào để chân trái chân phải mình nó đều đặn với nhau, thì người ta quy định hễ Nam Mô A
chữ A là chân trái phải bước, Di Đà Phật là chân phải phải bước. Cái đó là tại vì mình lấy câu niệm Phật để buộc cái bước chân, để giúp cho bước chân mình chánh niệm phải trái ngay cái chỗ. Bây giờ mình nói mục đích đi thiền hành để làm gì? Để cho mình chánh niệm, đem cái thân tâm mình trở về một mối, chứ không phải là cái chuyện là mình làm cái gì đặc biệt đâu. Thay vì mình ngồi đau quá, mỏi quá, đi. Bây giờ đi sao cho có chánh niệm? Thì bây giờ các vị mới tập cho mình niệm Phật. Tại vì mình ở bên cái truyền thống Đại Thừa Bắc Tông thì mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, chứ như ở bên Nam Tông người ta có Phật Di Đà đâu người ta niệm. Thì người ta niệm gì? Bước chân trái, ta nói đây là bước chân trái. Bước chân phải, ta nói đây là bước chân phải. Bước chân nào mình biết rõ đó, tên gọi của bước chân đó. Miễn là sao trong khi mình đi mà mình không bị quên lãng, đi mà có chánh niệm, gọi là đi kinh hành hay là đi thiền hành. Nhưng mà mình lấy câu niệm Phật để giúp cho tâm mình cột quên vào đó. Nam mô A. Mình có chuông có mỏ thì cốc, cốc, beng, cái mình A. Beng, beng, cốc, Di Đà Phật. Tại vì mình có chuông có mỏ mình niệm vậy. Ở nhà mình á, không cần vậy đâu. Mình cứ đi thanh thản, đi thật thanh thản. Nam mô A. Bước chân trái, Di Đà Phật. Nhưng mà đi thư thả, không cần đi như cái máy, phải không? Hãy mà đang lỡ mà cái chữ Phật nó ngay cái chân trái, cái lật đật đi trước nữa cho chữ Phật nó ngay chân phải. Quý vị thấy thỉnh thoảng cũng có người đang đi vậy, cái chân trái lỡ ngay chữ Phật cái lật đật bước lên. Thật sự ra tại vì ở trong một cái chúng đông thì phải có một cái quy định nào đó để cho mọi người theo cái bước chân đó nhịp nhàng, để nó không có lộn xạ. Chứ còn mình ở nhà một mình mà bình thường thôi, cứ đi thông thả niệm, ai kiểm mình, ai hối mình đâu. Trước không có người, sau không có người, mình thênh thang mà bước chi cho nó đúng này đúng kia. Sở dĩ người ta đúng vậy là để cho bước chân này đừng dẫm bước chân kia. Cái ý nó vậy, chứ nó chẳng có cái một cái quy định nào cả. Nhưng mà sở dĩ tạm thời quy định để chi? Để chúng ta ổn định thứ lớp trong một cái môi trường đông. Giống như chuông mỏ tụng kinh trong chúng là để bởi vì chúng đông, tụng không có ăn rập, cho nên tạo một cái mỏ để tụng cho nó ăn rập. Chứ còn mình tụng một mình ở nhà, không chuông mỏ, không có sao hết. Tụng một mình mà ai rượt đâu. Tụng từ từ cũng mình nghe, mà tụng chậm rãi cũng mình nghe, tụng nhanh nhẩu cũng mình nghe, khỏi chuông khỏi mỏ. Có nhiều vị gõ liên tu bất tận mà miệng là tụng rất chậm. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Giả Đa Giả Đa Điệt Giả Tha Di Rị Đô Bà Tì. Chuông mỏ điên đường hết trơn mà cứ trùm hết trơn vậy đó. Đó, thành thử ra mình nhớ tất cả những đó chỉ là một phương tiện. Vậy thì cái tốt nhất nếu ở nhà đi kinh hành thì chúng ta tự do. Còn nếu mình đến đạo tràng nào, người ta hướng dẫn sao mình đi theo đạo tràng đó. Chứ không nói, không, đạo tràng này đi sai nè. Đi chân trái là sai, phải đi chân phải mới đúng. Mình tới đâu thì mình làm như vậy. Ví dụ như ở đây mình lái xe, cái người lái xe, cái tay lái nằm bên đâu? Nằm bên trái. Mẹ qua bên Úc á, tay lái nằm bên phải. Rồi không lẽ mình qua bên Úc mình nói lái, người ta lái sai. Phải không? Thành thử mình tùy thuận ở đâu mình làm vậy. Nhưng mà tất cả chỉ là một phương tiện. Cái cốt cách, cái cốt yếu là đi để chúng ta có tỉnh giác trở về với cái giây phút chánh niệm hiện tại thôi. Cũng giống như á, có người ta niệm Phật, ta ngồi thiền, ta đâu có biết niệm gì đâu, ta đếm số. Hít vô, thở ra, đếm 1. Hít vô, thở ra, đếm 2. Cái đó gọi là sổ tức. Chữ sổ là đếm, chữ tức là hơi thở. Sổ tức là đếm hơi thở. Rồi á, có những người Mỹ họ đâu có biết niệm Phật, thì Pháp Hòa chỉ cho họ đi thiền hành theo bước chân. Họ bước một bước, I have arrived, tôi tới rồi. Bước một bước nữa, tôi đã về rồi. I have arrived, I am home. Where did you arrive? To the present moment. Where is your home? Present moment. Cho nên người Mỹ họ tập đi thiền hành mỗi một bước, I have arrived, I am home, I have arrived, I am home.
Khi mà đọc như vậy thì cái bước chân của họ chánh niệm từng bước chân như vậy. Rồi có nhiều người á, mấy đứa nhỏ tập đi thiền hành, nói mẹ con có đi khóa tu không? Dạ mẹ con ở nhà. Vậy con đi thiền hành cho mẹ nha. Bước một bước chân, con đang đi cho mẹ. Bước một bước nữa, con đang đi cho ba. Khi mà nó thấy rằng nó đang đi cho mẹ, nó đang đi cho ba, nó không còn nghĩ xa xa, nó chỉ biết ba với mẹ. Thì như vậy là bước chân nó có chánh niệm rồi. Đa số con người mình đi không hề biết mình đi, thậm chí ăn mà không hề biết mình ăn mà. Tại vì mình ăn với cái iPhone, mình ăn với cái iPad, mình ăn với Facebook, mình ăn với FaceTime, mình ăn với TV, mình ăn với thời sự, mà mình không ăn với thức ăn, mình không ăn với gia đình. Bây giờ đời sống của chúng ta bây giờ là ăn với cái khác không à? Thậm chí ngủ với cái khác luôn, ôm cái iPad ngủ suốt. Có nhiều bác viết để lên: thầy ơi, con báo cho thầy hay, tối nào con cũng ôm thầy ngủ. Thưa đại chúng, cái mục đích tu hành không phải để mình thành Phật. Thành Phật cũng đúng thôi, nhưng mà chuyện đó khoan đó. Chuyện tu hành là mình thành mình là ai trong giờ phút hiện tại. Mình biết được mình và đời sống trong gia đình của mình. Ăn biết mình ăn, nói biết mình nói, ngồi biết mình ngồi, uống biết uống. Cho nên á, khi mình ăn cơm, mình biết mình đang ăn cơm. Mấy đứa nhỏ, mình cũng tập cho nó. Mọi người lớn phải tập trước. Tới giờ ăn là cất hết mọi thứ, tivi cũng phải tắt. Mọi thứ khác cất, ăn một bữa cơm gia đình. Đâu có bao nhiêu giờ đâu. Giỏi lắm là nửa tiếng đồng hồ. Sau đó rồi á, là mạnh ai nấy đi. Con nó về phòng nó học, chồng thì football, vợ phim Hàn Quốc. Có ai nhìn thấy đâu. Không có 30 phút thôi mà cũng không. Có nhiều vị ăn cơm còn tới giờ phim đó đó, con mở cho má ăn cơm mà con. Mình tập cho nó rồi mai mốt nó nói má ăn cơm với con, nhưng mà con bận nói chuyện với bạn gái, bận với bạn trai. Cho nên là mình phải tập. Cái gì cũng do mình. Quý vị thấy hồi trước kia mình không có, mình đâu lụy gì đâu. Giờ có nào dính nấy, có gì dính nấy. Cho mình có rất nhiều nhưng mà không giải thoát được món nào hết. Có món nào dính món đó, có món nào dính món đó. Con muốn quy y mà sợ không giữ được năm điều, xin thầy cho con biết phải làm sao. Dạ khỏi giữ. Giống như dạ thưa thầy, con muốn thắp nhang mà con sợ khói, vậy khỏi thắp. Còn không thắp nhang điện. Cái này Pháp Hòa đùa thôi, nhưng mà Pháp Hòa hiểu cái ý. Thưa đại chúng, nói này ra là mình thương Phật. Thương lắm. Phật biết mình hết trơn. Phật biết mình trả giá với Phật dữ lắm. Và Phật biết rằng trong tương lai thời đại phải on sale. Sale 50% nó không mua đâu, sale 75% nó mua. Mà đi ngang shop mà thấy cái giá nào đỏ đỏ là nhào vô liền. Tại vì cái đó là on sale, big sale. Còn không là gì, clearance. Phật dạy trong kinh Nu Bà Tắc nè: người nào giữ một cho tới hai giới gọi là tiểu phần cư sĩ, người nào giữ được ba giới gọi là bán phần cư sĩ, người nào giữ được bốn giới là đa phần cư sĩ, người nào giữ được trọn năm giới gọi là toàn phần cư sĩ. Như vậy bây giờ năm giới giữ không nổi, giữ hai giới được không? Dư sức. Thật sự mà nói cho cùng năm giới này chúng ta tuy không thọ mà đã giữ rồi. Giờ mình giết ai? Bất quá gián kiếm. Ở đây mai em có thằng lằn. Thì
Cái sát sinh là gì? Cái trước hết là đừng giết người hại vật, đừng tán thành khuyến khích mọi sự giết chóc, cũng như không khởi niệm, không khởi niệm giết chóc. Giận ai quá cũng đừng bao giờ nói tôi mà đập cái thằng này mà chết mà không ở tù tôi tập liền à. Cứ khởi như vậy hoài, thành thử ra lâu ngày nó thành cái tập khí của nghiệp ý, chứ chưa tới hành động, chưa tới. Nhưng mà hai cái nghiệp kia nó có mặt, nghiệp thân và nghiệp ý. Chỉ còn cái là hành động là thành thân nghiệp luôn. Cho nên không khởi. Giận thì nói gì đó, nhưng mà đừng khởi có cái ý là giết gì hết, hay là rủa xả người khác chết đau chết khuất cho rồi, là thí dụ vậy. Sát sinh nè, trộm cắp nè, tà hạnh nè, lường gạt nè, rượu chè cờ bạc khúc sắc, những cái gì mà mình trở nên ghiền không tự chủ được, nó đều rơi vào cái thứ năm hết. Hay là thậm chí là ăn uống phải có chánh niệm, những cái gì không hợp cho thân thể đừng ăn, tại vì có những thứ nó sẽ làm mình bệnh. Phim ảnh sách báo nào làm cho tâm hồn mình đảo điên không còn tự chủ phải tiết chế. Đối với người xuất gia việc là phải tuyệt hẳn, còn đối với cư sĩ là tiết chế. Hay nó rõ ràng, nó rõ như vậy. Ví dụ như người xuất gia là tuyệt hẳn không uống rượu, nhưng mà người tại gia vì xã giao trong đời sống thỉnh thoảng một hai ly để gọi là xã giao. Nhưng mà nhớ chỉ xã giao thôi nha, giao xong rồi xã, chứ đừng có thâm giao. Thâm giao là uống mỗi ngày, phải không? Thâm giao là uống mỗi ngày. Còn mới gặp nhau một ly thôi gọi là sơ giao. Một ly lúc đầu gặp nhau là sơ giao, rồi quan hệ với nhau gọi là kết giao, rồi lâu ngày gọi là thâm giao, phải không? Nhưng mà chúng ta phải biết rằng cái gì mà liên tục là sẽ sanh ghiền. Cái gì liên tục là ghiền. Mà khi ghiền là mất tự chủ, mà mất tự chủ thì mình không còn là mình, thì mình bị nó lôi. Uống rượu, hút thuốc, xì ke, ma túy không có tội, nhưng có lỗi. Tội là chúng ta thấy rằng á, chúng ta cố tình làm tổn hại gọi là tội. Nhưng lỗi là mình có cái lá phổi tốt mà không giữ, có lá gan tốt không giữ, mà mình cứ đem những cái chất độc vô hại phổi hại gan là lỗi. Nhưng mà lỗi mà nó cộng mỗi ngày thì thành tội. Cho nên lỗi mà không trừ thì tội ngay trước mắt. Thời của Phật á, Phật không có cấm uống rượu. Nhưng mà sau đó rồi có những người, người ta do rượu mà phá bốn giới trên, sai rồi là có thể giết người, do nóng nảy cãi gỗ với nhau, sai rồi có thể sanh trộm cắp, sai rồi có thể làm việc tà hạnh, sai rồi có thể nói những lời khổ não tới người khác. Cho nên Phật nói rượu tuy không là gì, nhưng nó là có khả năng làm cho mình hủy bốn giới trước, cho nên Phật cấm. Mời thưa đại chúng, Đức Phật rất dân chủ, Phật không hề chế bất cứ một giới nào nếu không có người vi phạm. Hôm rồi chở Pháp Hòa từ ở phi trường về chùa, em Phật tử ngồi trên xe nói thầy con có thắc mắc, tại sao quý thầy 250 giới, quý sư cô tới 348 giới? Pháp Hòa mới nói thật sự nếu mà nói giới, nói nghe cho nhiều chứ phần lớn là oai nghi. Ví dụ người tu không được đứng chống nạnh thành giới, người tu không được đi đánh đằng xa hai giới, người tu không được vừa đi vừa nhảy ba giới. Nhưng mà nếu nói khơi khơi người ta không giữ, phải thành giới người ta mới sợ mới giữ. Nhưng mà Đức Phật không phải khi khổng khi không kêu mấy cô lại, kêu mấy thầy tới nói nè, từ nay về sau không đứng chống nạnh, không có đi, một người nào phạm thì giới đó được chế. Cái đó nhà Phật gọi là gì? Tùy phạm tùy chế, tùy theo cái phạm của người mà Phật chế cái một cái giới. Chữ chế là vậy đó, chế là mình chế tác ra vậy đó. Như vậy thì có người vi phạm, luật nó mới hình thành.
có phải không? Cũng giống như hồi xưa đi phi trường, làm gì có cái chuyện là cấm đem nước, làm gì có cái chuyện gọi là cấm đem những cái chất loãng mà hơn 100 ml. Mà kể từ khi khủng bố 911 bắt đầu kiểm soát chặt chẽ, rồi sau nhiều trận nữa bắt đầu mới gắt gỏng hơn. Nó vậy thôi. Có người vi phạm, có vấn đề xảy ra thì chúng ta mới hiện thành luật pháp. Cho nên Đức Phật rất dân chủ, không bao giờ nói một điều gì mà không có căn cứ mà nói. Điều thứ hai, Phật dạy trong kinh, trước khi Đức Phật mất Niết Bàn, Phật nói: điều gì tôi đã nói nhưng mà sau này luật lệ vẫn vận dụng thì quý vị phải theo. Tức là có những điều tôi chưa nói nhưng mà hợp tình hợp lý với quốc độ quý vị đang sống, quý vị phải theo. Thí dụ như thời Phật, Phật chưa chế có cái giới là lái xe không được nói phone, lái xe không được bấm GPS, vì thời Phật chưa có cái đó. Nhưng mình đang sống trong một quốc gia mà phone và GPS dễ làm gây tai nạn, cho nên luật pháp đã quy định là không được làm điều đó. Mình là người tu phải theo cái đó. Không nói không, tôi dở trong luật rồi, không có câu nào như vậy hết, cho nên tôi thoải mái tôi làm. Thì được thôi, anh thoải mái anh làm thì anh cũng thoải mái gặp cái quả tai nạn hay là bị cái tiết kích nào đó, vân vân. Cho nên Phật rất hay. Rồi bây giờ á, vị Phật tử này muốn quy y mà sợ không giữ được, bộ không quy y giữ được sao? Tại sao phải quy y? Quy y để biết mình là Phật tử, tự mình phát nguyện trở thành Phật tử và cố gắng làm. Nếu không nguyện, không hứa, không bao giờ làm. Chiều nay Pháp Hòa lỡ hứa rồi. Nếu mà phone tới thầy nói: thầy ơi tôi mệt quá, xe kẹt quá, thôi thầy cho tôi, thầy cho con được ở nhà nhé, không đi. Từ đó về sau mình sẽ được mệnh danh là con ma nhà họ Hứa. Nhưng mà mình hứa thì mình sẽ cố gắng mình đi, dù tới trễ nhưng vẫn có mặt. Biết rằng trễ nhưng vẫn còn sớm chán. 8:30 sớm hơn 9:00. Cho nên á, mình mà tỉnh giác mình tu, nói trời ơi 70 tuổi tôi mới tỉnh ngộ, biết rằng trễ nhưng vẫn còn sớm chán. Có những người nhắm mắt rồi chưa chịu tu. Còn mình 70 tuổi mình tu, tuy là trễ nhưng vẫn còn sớm chán. Ai mời mình đi ăn, dạ 5:00 tôi cố gắng tôi tới, là nhớ trong đầu sắp xếp. Còn nói câu dạ không biết à, thấy mặt tôi biết à, không bao giờ tới. Bởi vì không hứa thì không để tâm, không để tâm thì không làm. Tại sao hai người đó thương nhau mà phải đám cưới? Sống chung vậy được rồi. Đám cưới để xác định anh bây giờ là chồng, chị bây giờ là vợ, thì cái lễ cưới đó tác động, tác hợp hai người này bây giờ chính thức là vợ, là chồng, là người có gia đình. Thì mình cũng vậy, cái lễ quy y phải có để chúng ta hướng tâm phát nguyện. Mà có phát nguyện thì chúng ta cố làm, cố giữ. Có nhiều khi nó thôi tôi không quy y đâu, tôi còn dữ lắm, khi nào tôi hiền tôi mới quy y. Trời đất ơi, quy y chỉnh từ từ nó mới hiền bớt chứ bộ. Nếu mà đợi mà hiền, không tu chừng nào nó hiền, không tu chừng nào hiền. Nói tôi còn sân si lắm, để tôi hết sân si tôi tu. Trời đất ơi, người ta sân si người ta mới tu, tu cho nó giảm sân si. Còn mình cứ đợi giảm sân si, không bao giờ giảm. Cho nên Khổng Tử cũng nói đó: tri nhàn, tiện nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn. Nếu muốn rảnh, liền rảnh, đợi rảnh, không bao giờ rảnh. Tri túc, đãi túc, xin lỗi, tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc. Biết đủ, liền đủ, đợi đủ, chừng nào đủ. Bởi vì con người mình không bao giờ biết đủ. Thấy không? Thành thử ra tri chỉ thời chỉ, chung thân bất sĩ. Người mà biết dừng, dừng liền đi, đừng đợi tới trễ hơn rồi thì mình mang lấy nhiều cái khổ đau. Thầy đi xô nhiều quá, vậy thầy có tài xế riêng không? Lên xe hay máy bay thầy ngủ được không? Cảm ơn thầy. Dạ thưa,
tuy xô em nhiều nhưng tài xế riêng không có. Lên máy bay và xe em ngủ được lúc có lúc không. Hồi nãy trên xe là không có ngủ, mới vừa chợp mắt ở dưới khiều hỏi cái mấy vị mới nói: trời ơi, mời thầy lên xe để mục đích cho thầy nghỉ. Thầy trụ trì dặn đi dặn lại nhiều lần nghe, lên xe phải để thầy nghỉ nghe không. Pháp Hòa mới nói: làm người ai làm thế. Người ta mời mình lên xe là người ta có mục nhọt hết rồi. Trời đất ơi, mà mình lên xe mình ngủ nói trời ông thầy kỳ vậy ta. Trời ơi, em cũng biết thân em lính chứ. Cho nên là thầy đi xô thì có nhiều, tài xế riêng thì không có. Lên máy bay hay xe ngủ được nhưng mà lúc có lúc không. Vậy đáp được chưa? Thưa đại chúng, là hôm nay còn câu gì nữa đây? À, xin bạch thầy giúp cho con hiểu hành trì chú Đại Bi thế nào cho đúng pháp. Tụng đủ là tụng đúng. Thật sự ra thưa đại chúng á, niệm Phật, trì chú, tụng kinh đều là những cái phương pháp giúp cho tâm mình tịnh. Ngồi thiền cũng vậy, tất cả những cái pháp tu mà chúng ta đang làm chỉ một mục đích: giúp cho tâm mình tịnh. Và khi mình tâm mình tịnh rồi á, có những cái màu nhiệm mà nó có thể đó là cái chuyện bất khả tư nghị, nó không được, không thể giải thích. Bây giờ ở đây chỉ nói một việc thôi: niệm Phật, tụng kinh, trì chú, ngồi thiền giúp cho tâm mình tịnh. Đúng hay không là tùy theo hoàn cảnh của mỗi người. Đi làm về mấy giờ, rảnh rỗi được mấy giờ, sức khỏe được bao nhiêu, trị nhiêu, tụng nhiêu là đúng. Bây giờ hỏi Pháp Hòa rảnh quá, Pháp Hòa nói tụng ngàn 250 biến. Pháp Hòa mới nói tụng vậy mới đúng. Quý vị gục lên gục xuống mà cứ niệm Đại Bi đâu không thấy, thấy thím không? Không thấy chú mà thấy thím. Nếu mà nói đúng là đúng với ai? Mình, thời gian của mình, sức khỏe của mình, hoàn cảnh của mình mới gọi là đúng. Còn bây giờ Pháp Hòa ở chùa, Pháp Hòa rảnh rỗi, Pháp Hòa có thời gian, Pháp Hòa có không gian, Pháp Hòa tụng, Pháp Hòa nói vậy rồi bảo là đúng, là đúng cho Pháp Hòa mà không đúng cho quý vị. Quý vị thấy điều đó ha. Cho nên quý vị cứ tu đi, cứ tập tu cái pháp nào mình hợp và đúng cái sức khỏe của mình, đúng cái thời gian mình có, đúng cái hoàn cảnh mình có. Bây giờ nè, đi làm về 12 giờ khuya mới rảnh. Nếu có niệm Phật ra ngồi bằng Phật niệm, không tiện vô phòng niệm, không có ai bắt gõ chuông nha. Chứ đừng có beng beng beng, con trong nó lấy gói nó lăn qua lộn lại, tụng cho lớn chuông cho ngõ vậy mới kêu tụng. Nó tụng vậy mới đúng. Tội em mà cũng tội Phật. Đó, cho nên mình ứng dụng mình tụng. Ngay cả khi ăn chay. Ăn chay không cần lựa mùng 1, rằm 30, mùng 8 gì hết. Quý vị ăn sao mà thuận tiện cho đời sống hàng ngày của mình. Cứ lựa mỗi tuần chủ nhật đi. 4 cái chủ nhật là cả gia đình, con cái, vợ chồng cùng ăn chay, dễ nấu nè, dễ nhớ nè, mà tiện lợi vô cùng. Nhiều gia đình tổ chức đi chùa là lời được nửa buổi. Sáng vợ chồng con cái dẫn nhau đi chùa, tụng xong thời kinh, nghe xong bài giảng xuống làm gì á. Trời ơi, save money. Rồi mà bữa nào mà chua mà nấu nhiều mà ế người cái được phần to go. Rồi đó, đi chùa kiểu đó dạy gì không đi. Được ăn, được nói, được gói mang về. Cho nên mình tu làm sao mà đúng với hoàn cảnh của mình, đúng với sức khỏe của mình. Quý bác lớn tuổi rồi, có được quyền ngồi trên ghế, đừng sợ gì cả. Đừng sợ gì hết. Nó không được, ngồi trên ghế phạm tội. Không có kinh nào nói ngồi ghế tụng kinh tội hết. Sức khỏe mình quan trọng. Mình tu mà tu đúng với sức khỏe.
quý vị chụp hình với quý thầy, thí dụ quý thầy ngồi mà mình có ngồi bên cũng chẳng sao, không có gì tội hết á. Trời ơi, chân cẳng đau vậy mà đứng lên đứng xuống thiệt là cực, vậy mà phải quỳ xuống cái cho tấm hình chụp vậy thầy còn tội hơn. Cứ đứng cứ ngồi bình thường, miễn có tấm hình kỷ niệm với nhau. Quý bác đừng có ngại cái chuyện đó. Sức khỏe mình sao mình sống vậy, hoàn cảnh mình sao mình tu vậy. Tu vậy là tu đúng. Quý vị hiểu ý ha. Cho nên tu rất dễ, tu ngay chỗ đó gọi là tu giải, giải thoát. Hiểu cách tu giải thoát chưa? Dạ hiểu rồi. Rồi mô Phật. Thôi hết giờ. Kính thưa đại chúng, hôm nay thì cũng đầy đủ duyên Pháp Hòa về thăm chùa Giác Nguyên. Chữ giác á, nghĩa là tỉnh thức. Hồi nãy Pháp Hòa nói đạo Phật là đạo giác ngộ đó. Chữ giác là tỉnh thức, là giác ngộ. Chữ nguyên là nguồn cội. Ai trong chúng ta cũng có giác nguyên hết á, tức là cái cội nguồn của sự giác ngộ. Nhưng mà nếu chúng ta có cái đó mà không khơi thì nguồn cội này nó không thông. Giống như ở dưới đất á, nó có lòng có mạch nước thì mình phải đào đụng được mạch nước thì nước nó mới có. Ở dưới lòng đất có mạch nước mà nếu chúng ta đào đúng thì nước nó lên. Cũng như thế, trong chúng ta có cái giác nguyên, tức là có nguồn cội của giác ngộ. Chúng ta học Phật là để tìm ra cái phương pháp khơi cái nguồn giác ngộ đó, và từ đó cái nguồn đó mở rồi thì nó chảy rạc rào bất tận. Đầy đủ duyên chúng ta được gặp ở ngôi chùa này, và mong rằng những vị ở trong khu vực này, trong vùng này chưa biết chùa này, bữa nay nhờ nhân duyên Pháp Hòa đến đây, quý vị biết chùa này, tức là mình đã gặp được cái nguồn cội của giác. Thường xuyên về đây để cùng khơi cái nguồn đó, làm cho cái cội nguồn đó rộng ra, cho cái mạch nước chảy cho mạnh. Quý vị hiểu ý là nói ha. Giác nguyên là vậy. Mình làm cho cái cội nguồn đó nó mình tìm được một cái dòng nước chảy nhỏ thôi, nhưng mà chúng ta chịu khó đào xới, làm mọi cách để cho mạch nước nó lớn lên thành con suối chứ có gì đâu. Ai cũng có cái giác đó, nhà Phật gọi là bản giác. Cái giây phút mình tỉnh ngộ gọi là thị giác. Từ đó mình tu cho đến cứu cánh giác. Giác có ba thứ: bổn giác, thị giác, cứu cánh giác. Còn nhiều cái giác nữa. Giác bịch, giác lưu gì đó. Nhưng mà thật sự ra thì ai cũng có bản giác là giác nguyên. Giây phút mình ngộ nhận ra được gọi là thị giác. Giữ cái đó mà tu cho đến khi nào mình trọn vẹn gọi là cứu cánh giác. Xin con xin tri ân thầy trụ trì đã tạo duyên cho chúng ta tối hôm nay. Và một lần nữa xin tri ân đến tất cả quý bác, quý cô chú, quý anh chị đã không quản ngại một cái cuối tuần trời tối như thế này mà quý vị vẫn nán lại đây để mà cùng được gặp nhau trong một buổi sinh hoạt này. Nếu có gì sơ sót, mong trên tất cả đại chúng lượng thứ cho. A Di Đà Phật.